kính chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với bản tin của kênh tin tức mới 365. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa được cập nhật. Và quý vị đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ và theo dõi kênh tin tức mới 365. Người tù thế kỷ Huỳnh Văn Nén qua đời trong cô độc. Đã bắt nhóm trộm cắp, tiêu thụ cắp điện trên cao tốc Vân Đồn, Móng Cái. Vaccine không có ở trạm y tế vì nằm trong kho do vướng thủ tục. Tự do kinh tế cho nông dân để tăng sức bật cho dân tộc. Người tù thế kỷ Huỳnh Văn Nén qua đời trong cô độc. Thưa quý vị, sau gần 18 năm ngồi tù oan, người tù thế kỷ Huỳnh Văn Nén, người bị kết án oan trong hai vụ giết người ở Bình Thuận, qua đời tại bệnh viện mà không có người thân ở bên cạnh. Trao đổi vào ngày sáng ngày 14 tháng 9, ông Nguyễn Thận, người giúp sức trong quá trình minh oan cho người tù thế kỷ Huỳnh Văn Nén, cho biết ông Nén vừa qua đời tại Bà Rịa Vũng Tàu và được gia đình đưa về quê Bình Thuận để mai táng. Trước đó, sáng hôm qua, ông Huỳnh Văn Nén được đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong tình trạng nguy kịch do viêm gan, viêm phổi nặng. Đến 8 giờ sáng cùng ngày thì ông tử vong. Thời điểm ông Nén qua đời, không có người thân bên cạnh nên cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phải liên hệ vợ con ông ở thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đến làm thủ tục nhận thi thể. Theo thông tin ban đầu, khi ông Nén nhập viện trong tình trạng nguy kịch, có một người phụ nữ đi cùng rồi rời đi ngay sau đó. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sau đó đã khám nghiệm và xác nhận ông Huỳnh Văn Nén chết do bệnh lý. Ông Huỳnh Văn Nén được biết đến là người tù thế kỷ liên quan đến hai vụ án giết người xảy ra tại huyện Hàm Tân. Năm 1998, khi đang xét xử vụ án giết người liên quan đến bà Lê Thị Bông mà ông Nén là nghi can, thì ông khai bản thân có tham gia vụ án vườn điều, nạn nhân là bà Dương Thị Mỹ bị giết và bị cướp vàng từ năm 1993. Vụ án này cả nhà vợ ông Nén 9 người đều là bị can, 8 người bị giam, 1 người được tại ngoại, không tính ông. Sau đó suốt gần 20 năm trời, cha ruột ông Nén là ông Huỳnh Văn Truyện cùng Nguyễn Thận liên tục gõ cửa kêu oan. Người tù thế kỷ Huỳnh Văn Nén được minh oan ra tù vào năm 2016 và được đền bù gần 10 tỷ đồng, sức khỏe bị ảnh hưởng 63%. Bi kịch sau đó diễn ra với gia đình ông Nén. Khi ra tù nhận bồi thường, ông Nén không về với vợ cũ mà sống chung như vợ chồng với bà TTKN, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Đến lúc con trai và cha ruột ông Nén qua đời, người nhà tìm mọi cách liên lạc với ông vẫn không được. Đã bắt nhóm trộm cắp, tiêu thụ cắp điện trên cao tốc Vân Đồn, Móng Cái. Kính thưa quý vị, khẩn trương vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ 4 người trong nhóm thực hiện hành vi trộm cắp, tiêu thụ cắp điện trên đường cao tốc Vân Đồn, Móng Cái. Tối 13 tháng 9, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, kết quả điều tra bước đầu liên quan tới vụ việc khoảng 3.000 mét cắp điện trên tuyến cao tốc Vân Đồn, Móng Cái bị mất cắp, gây bức xúc trong dư luận. Theo đó, cơ quan chức năng đã làm rõ, từ ngày 1 tháng 9, Vũ Văn Quân, 34 tuổi và Tầm Quay Ón, 33 tuổi, cùng chú tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, đã lẻn vào công trường thi công cầu Cái Bầu thuộc xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn do công ty Huy Hoàng thi công để trộm cắp dây điện. Để tránh bị phát hiện, nhóm này bàn bạc tổ chức thực hiện hành vi phạm tội vào các đêm. Các cuộn dây điện được kéo ra bãi xú cạnh công trường. Sau đó, các đối tượng đã dùng các mảng xốp vận chuyển đến vị trí đầu cầu đã thi công xong để đưa đi tiêu thụ. Trước đó, Quân và Án đã đến điểm thu mua phế liệu của Nguyễn Văn Thạch, 31 tuổi, trú tại xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn để trả bán số dây điện trên của công ty Huy Hoàng và được Thạch đồng ý thu mua cũng như là cho mượn xe để vận chuyển. Sau khi thống nhất giá bán, Thạch trả cho Quân và Án khoảng 25 triệu đồng cho 350 kg dây điện lát đồng. Đến ngày 2 tháng 9, Thạch bán số dây điện trên cho Mai Thị Huệ, 38 tuổi, trú tại phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, với cái giá trên 33 triệu đồng. Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh khám xét khẩn cấp điểm thu mua của Nguyễn Văn Thạch và tập trung đấu tranh, mở rộng vụ án. Qua làm việc, công ty An Phú, đơn vị thi công đường dây cắp điện trên tuyến cao tốc Vân Đồn Móng Cái, cho biết thời điểm xảy ra mất trộm từ khoảng tháng 3 cho đến ngày 20 tháng 8. Các nghi phạm trong vụ án cũng đã thừa nhận từ khoảng tháng 7 năm 2022 đã nhiều lần lẻn vào các công trường thi công đường cao tốc Vân Đồn Móng Cái để trộm vật tư, phế liệu, bán lấy tiền tiêu xài. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đang củng cố hồ sơ chứng cứ và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
vaccine không có ở trạm y tế vì nằm trong kho do vướng thủ tục. Thưa quý vị, những ngày gần đây thì nhiều phụ huynh có con nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh khi đăng ký tiêm vaccine sởi và DPT, bạch hầu, ho gà, uốn ván trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại các trạm y tế đều được thông báo là hết vaccine. Đại diện các trung tâm y tế, trạm y tế tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tình trạng hết hai loại vaccine trên đã xảy ra từ nhiều tháng nay. Người dân phải bỏ tiền túi ra tiêm vaccine dịch vụ hoặc đợi đủ tháng để tiêm thế bằng các loại vaccine khác. Nhiều phụ huynh lo lắng, các trạm y tế bó tay. Sáng ngày 13 tháng 9, mẹ bé LHKN, 11 tháng tuổi ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đến trạm y tế Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức để nhận lại sổ tiêm chủng vì được thông báo đã hết vaccine sởi để tiêm cho bé. Trước đó, ngày 12 tháng 9, mẹ bé N đến trạm y tế đăng ký tiêm vaccine sởi. Tuy nhiên, một ngày sau đó, chị nhận được tin nhắn của trạm y tế với nội dung: hiện tại, trạm y tế không có vaccine sởi, đơn, vui lòng lên trạm y tế để lấy sổ lại. Sáng nay, tôi được các bác sĩ trạm y tế thông báo đã hết sởi đơn để tiêm cho bé, giờ phải lấy sổ lại và đi kiếm nơi tiêm dịch vụ hoặc đợi bé khi đến được 12 tháng tuổi để tiêm vaccine sởi rubella. Nhưng đợi đến một tháng nữa thì lâu quá, tôi lo lắng cho sức khỏe bé, bùng dịch thì rất nguy hiểm. Nếu giá vaccine dịch vụ quá cao, tôi cũng đành phải đợi để tiêm vaccine khác cho bé, mẹ bé N cho biết. Tương tự bé AN, gần 9 tháng tuổi thành phố Thủ Đức, mặc dù còn 2 tuần nữa mới đủ điều kiện tiêm vaccine sởi đơn, tuy nhiên các bác sĩ trạm y tế Hiệp Bình Chánh thành phố Thủ Đức cho biết có thể không có vaccine sởi để tiêm cho cháu. Nếu không có vaccine, gia đình bé N đành phải đợi đến khi bé 12 tháng tuổi để tiêm vaccine sởi rubella hoặc tiêm dịch vụ. Bác sĩ Lê Thành Nam, phụ trách trạm y tế phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức cho biết, tình trạng thiếu vaccine sởi đơn và DPT đã xảy ra từ 2 đến 3 tháng nay. Nhiều phụ huynh đến trạm y tế để được tiêm vaccine cho con, nhưng vì trạm thiếu đành hướng dẫn phụ huynh kiếm nơi để tiêm dịch vụ hoặc đợi để tiêm vaccine khác cho trẻ. Điển hình là cuối tháng 7, trạm y tế xin mã trung tâm y tế thành phố Thủ Đức mới được một lọ sởi đơn để tiêm cho 10 trẻ. Còn đối với vaccine DPT, nhiều trẻ được tiêm thế bằng vaccine SII 5 trong 1. Đến nay chúng tôi đã kiến nghị nhưng phía trung tâm y tế cũng báo hết các loại vaccine này, bác sĩ Thành Nam nói. Thiếu dài hạn từ vài tháng nay. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Trung Hòa, giám đốc trung tâm y tế quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, từ cuối tháng 5 2022, hai loại vaccine sởi và DPT đã có dấu hiệu đứt. Đến cuối tháng 6 2022 đã thiếu cục bộ một số loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, trong đó có cả IPV, vaccine bại liệt. Nhiều đơn vị phải chạy sởi dịch vụ để tiêm cho trẻ. Dù lỗ cũng phải tiêm để đảm bảo an toàn cho trẻ. Bác sĩ Phạm Huy Hoàng, trạm trưởng trạm y tế phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức cho biết, vaccine sởi đơn và DPT của trạm đã hết từ 3 tháng trước. Ví dụ phụ huynh đến yêu cầu tiêm sởi sẽ được hướng dẫn đợi trẻ đủ 12 tháng để tiêm vaccine sởi rubella. Phương án 2 là hướng dẫn phụ huynh kiếm các trung tâm dịch vụ tiêm vaccine để tiêm. Còn đối với trẻ tiêm vaccine DPT, có 2 phương án. Dưới 24 tháng tuổi sẽ tiêm vaccine V22, 5 trong 1, nếu đã quá 24 tháng bắt buộc phải trích dịch vụ. Ngày 12 tháng 9, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi đến Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố về tình hình cung ứng vaccine sởi và DPT. Theo ông Hưng, từ tháng 5 2022, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố chưa nhận được vaccine sởi, vaccine DPT từ Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, ngày 12 tháng 8, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh đã phân bổ 6.000 liều vaccine DPT hạn dùng đến hết ngày 5 tháng 9 cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và đã sử dụng hết ngày. Ngày 31 tháng 8, Viện Pasteur thành phố có thông báo kho vaccine của viện này đã hết các loại vaccine sởi và DPT. Sở Y tế đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo chương trình tiêm chủng quốc gia phân bổ vaccine đủ theo số lượng đã đăng ký, đảm bảo tiêm chủng cho người dân. Thành phố Hồ Chí Minh đã ra văn bản đến 3 lần. Bác sĩ Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tình trạng hết một số loại vaccine trong tiêm chủng mở rộng bắt đầu từ tháng 7 2022. Lần cuối cùng thành phố nhận được vaccine phân bổ là tháng 4 2022 đến tháng 8 2022. Thành phố chỉ nhận được 6.000 liều vaccine DPT nhưng đã dùng hết. Đến nay, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có 3 văn bản gửi đến chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia để cung ứng vaccine sởi và vaccine DPT. Hiện vẫn chưa có văn bản phản hồi về việc phân bổ vaccine từ Bộ Y tế. Bà Nga cho biết thêm, đối với những trẻ 9 tháng tuổi, khi không có vaccine sởi đơn trạm y tế, sẽ hướng dẫn nếu ai có điều kiện sẽ đi tiêm dịch vụ, nếu không thì trạm y tế lập danh sách khi có vaccine sẽ mời phụ huynh đưa trẻ đi tiêm ngay. Đối với trẻ trên 12 tháng tuổi sẽ thay thế bằng vaccine sởi rubella. Khi thiếu vaccine nguy cơ lây lan dịch bệnh rất lớn, hiện chỉ còn phương án đã hướng dẫn cho người dân đi tiêm vaccine dịch vụ. Ngoài ra, các nhân viên y tế phải triển khai hướng dẫn người dân các biện pháp phòng bệnh cơ bản như giữ vệ sinh cá nhân, hạn chế tiếp xúc với người có triệu chứng nghi ngờ, đợi đến khi có vaccine phân bổ, bà Nga nói.
Bà Nga cho biết thêm, hiện mong muốn lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh là được cung ứng vaccine sởi và DPT để việc tiêm vaccine cho trẻ không bị gián đoạn. Vaccine trong kho nhưng không mua bán được. Trao đổi với báo chí, bà Dương Thị Hồng, Viện Phó Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, tình trạng thiếu vaccine bắt đầu từ tháng 8. Cụ thể, đây là hai vaccine trong nước cung ứng theo đơn đặt hàng đến các đơn vị sản xuất. Trong đó, vaccine sởi do Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vaccine và Sinh phẩm Y tế sản xuất, vaccine DPT của Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế IVAC sản xuất. Theo bà Hồng, các nhà cung cấp này đều có sẵn vaccine trong kho, song không thể tiến hành mua bán, cung ứng do vướng mắc các thủ tục theo quy định hiện hành. Theo bà, chức năng của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương là tiếp nhận và phân bổ vaccine, do vậy những vướng mắc này là Bộ Y tế phải tháo gỡ. Viện cũng đã báo cáo Bộ Y tế và đang nỗ lực thực hiện các thủ tục để cung ứng kịp thời vaccine cho địa phương. Tự do kinh tế cho nông dân để tăng sức bật cho dân tộc. Kính thưa quý vị, người cày có ruộng, tức là nông dân được toàn quyền định đoạt mảnh đất của mình, khi đó tài ương mới không còn rình rập người nông dân nữa. Khi đó, nông dân mới thực sự được tự do, dân tộc mới có sức bật mạnh mẽ trên con đường thịnh vượng. Vào sáng ngày 13 tháng 9 tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức trọng thể Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ 6, giai đoạn 2017-2022. Hội nghị đánh giá những đóng góp của nông dân trong quá trình xóa đói giảm nghèo, trong làm giàu và cho sự phát triển của đất nước. Một lần nữa, đây là thành tựu sinh động cởi trói cho nông dân của công cuộc đổi mới. Nó cũng cho thấy khi nông dân làm tự do kinh tế thì sức sáng tạo được phát huy như thế nào. Công cuộc đổi mới được khởi xướng từ năm 1986 đang mang lại những thành tựu ngoạn mục trong xóa đói giảm nghèo và làm hồi sinh đất nước. Nhưng công cuộc đổi mới bắt nguồn từ rất lâu trước đó khi ông Kim Ngọc bắt đầu cho khoán chui, làm tiền đề cho chỉ thị 100 rồi đến khoán 10 rồi giao đất lại cho nông dân để sản xuất. Cho nên, tự do kinh tế là nền tảng của đổi mới, mà tự do kinh tế bắt đầu từ tự do kinh tế cho nông dân. Các nhà lãnh đạo tiền nhiệm từng được nông dân nuôi nấng che chở nên đã nhanh chóng thoát khỏi giáo điều để đưa đất nước theo con đường đúng đắn. Ông Kim Ngọc khoán chui, bị lên án gay gắt, nhưng nếu không được Tổng Bí thư Lê Duẩn bảo vệ thì ông đã nhanh chóng phá sản mọi động lực và kế hoạch khoán hộ. Cái cơ chế hồi khoán chui thật là kinh khủng, nó đè bẹp tất cả sự sống. Đến sau năm 1975, ông Mười Thơ, Nguyễn Thành Thơ trong chiến tranh từng làm bí thư khu ủy miền Nam Tây Bộ, được giao phụ trách ban trù bị thành lập hội nông dân lập thể. Nhưng trù bị 10 năm mà hội vẫn không ra đời được. Là vì người cầm trịch là ông Mười Thơ, người bị cơ chế kia quỷ kết theo đuôi nông dân. Ông từng phản đối cải cách ruộng đất, không tán thành phong trào đưa nông dân vào tập đoàn sản xuất và hợp tác xã. Khi nông dân đòi giải tán tập đoàn sản xuất hợp tác xã, ông bị cho lên bờ xuống ruộng. Cho đến ông Nguyễn Văn Linh làm Tổng Bí thư đã nói với ông: "Anh thương dân thương nước, anh phải đi cởi trói nông dân." Khi ấy hội nông dân mới ra đời và ông được bầu làm phó chủ tịch thường trực. Khi làm báo Nông Thôn ngày nay, tôi đã lục lại những tờ Nông Dân mới, đọc những lời tâm huyết bảo vệ và cởi trói cho nông dân của ông. Từ khoán chui đến khoán hộ, đến giao lại đất và xác lập hộ nông dân là đơn vị kinh tế tự chủ, là con đường tự do kinh tế cho nông dân. Đó là con đường kiên trì của những nhà lãnh đạo như ông Kim Ngọc, ông Mười Thơ, được những nhà lãnh đạo cao nhất của đất nước từng được nông dân nuôi nấng, đùm bọc hậu thuẫn. Hồi chiến tranh, ở đô thị miền Nam có một lời hát: "Nuôi con khôn, mai này giữ nước." Lời hát đó nói về nông dân đấy. Từ ngàn đời nay, phần lớn các chiến sĩ ra xa trường giữ nước đều hy sinh và lớn lên từ gốc rạ. Nhưng nông dân phải có đất mới có thể nuôi con khôn, ngày mai giữ nước. Bởi thế mà trong chống Pháp, kháng chiến phải kiên trì khẩu hiệu người cày có ruộng. Ở miền Nam, năm 1954, những người đứng đầu chính quyền cũng phải nêu khẩu hiệu này: không dựa vào nông dân thì không lực lượng chính trị nào có thể tồn tại. Các nhà lãnh đạo khởi xướng công cuộc đổi mới rất hiểu điều này. Chỉ cần cởi trói nông dân tự khắc no đủ, chẳng cần ai cho cái gì. Thành tựu của công cuộc xóa đói giảm nghèo ngoạn mục mấy chục năm nay chứng minh điều đó. Nông dân chỉ cần được tự do định đoạt mảnh đất của mình, sản xuất giỏi cũng từ đó mà ra, không cần gì hết. Hiện nay, nông dân ta vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều tai ương vẫn đang rình rập. Tai ương do thiên nhiên thì người nông dân có thể tự thích nghi, như bao đời nay họ vẫn tự thích nghi. Còn tai ương do con người gây ra thì họ không đủ sức để chống chọi. Được giao đất nhưng không có toàn quyền định đoạt mảnh đất của mình, đó là tai ương.
trong nhiều trường hợp chính quyền địa phương vẫn có thể thu hồi đất của nông dân, thu hồi để phục vụ cho an ninh quốc phòng thì không có gì đáng nói, nhưng thu hồi để giao cho các doanh nghiệp đại gia làm dự án với cái giá đền bù rẻ mạt, đó là tai ương. Hơn 80% tổng số khiếu kiện trong nước là khiếu kiện có liên quan đến đất đai. Các nhà lãnh đạo đất nước cũng đã thừa nhận điều đó. Một doanh nghiệp bình thường như ông Trịnh Văn Quyết, dưới sự hỗ trợ của chính quyền các địa phương, chỉ trong một thời gian ngắn đã thâu tóm hàng vạn hecta đất đai của nông dân. Nông dân kêu không thấu, cho đến khi ông này bị bắt, nông dân vẫn kêu chưa thấu. Nếu luật đất đai chưa sửa đổi bằng cách bỏ điều khoản chính quyền thu hồi đất của nông dân để giao cho doanh nghiệp làm gián kinh tế. Người cày có ruộng, tức là nông dân được toàn quyền định đoạt mảnh đất của mình. Khi đó tai ương mới không còn rình rập người nông dân nữa. Khi đó nông dân mới thực sự được tự do, dân tộc mới có sức bật mạnh mẽ trên con đường thịnh vượng. Ngày trước, chỉ mới khoán sản phẩm thôi đã tạo một sức bật mãnh liệt. Nay, nếu tự định đoạt được mảnh đất của mình, thì sức bật sẽ mãnh liệt đến nhường nào?